Ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án Quân đội phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới, gọi tắt là đề án. Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 chủ trì hội nghị. Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86, lực lượng 47 đã chủ động tham mưu chỉ đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và đấu tranh trên không gian mạng với nhiều nội dung biện pháp sáng tạo hiệu quả. Cán bộ chiến sĩ trong Bộ Tư lệnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động tuyên truyền đảm bảo khoa học hợp lý, các trang nhóm tài khoản phát huy tốt hiệu quả hoạt động, thường xuyên đăng tải chia sẻ thông tin tích cực, hoạt động hình ảnh việc làm tốt đẹp, lành mạnh, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp. Kịp thời phát hiện, tổ chức chặn, lọc, xử lý vô hiệu hóa một cách hiệu quả đối với thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Đồng thời tích cực nghiên cứu, phát triển các hệ thống phần mềm, công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hoạt động của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa trên không gian mạng. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 35, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 và chỉ huy các cơ quan đơn vị đã trao đổi một số kinh nghiệm, cách làm hay hiệu quả và đề ra 7 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới. Trung tâm đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung, đồng thời xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ. Thứ hai là chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bóc gỡ các thông tin xấu độc liên quan đến diễn biến hòa bình, nói xấu Đảng, chế độ và nhà nước ta. Và đặc biệt, Trung tâm 186 đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trên địa bàn phía Bắc để thực hiện các nội dung biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tiếp theo thì trung tâm chúng tôi cũng xác định đó là triển khai các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm xây dựng và phát triển thế trận đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng của các kênh truyền thông, không phải chỉ ở 456 mà còn đối với các đơn vị trong toàn quân, triển khai nghiên cứu các ứng dụng khoa học công nghệ trong tình hình mới hiện nay để áp dụng vào trong các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị để thực hiện tốt và hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ của đề án. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả đề án, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp sát với nhiệm vụ của đơn vị. Tích cực bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng tham gia tác chiến thông tin và phối hợp thực hiện tốt các chương trình hoạt động với các đơn vị trong và ngoài quân đội, từng bước hình thành thế trận tác chiến thông tin lành mạnh và rộng khắp, duy trì nghiêm nền nếp hoạt động sinh hoạt của Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 và các câu lạc bộ lý luận trẻ. Và đây là những lực lượng trung tâm, lực lượng chủ yếu và lực lượng quan trọng để thực hiện đề án quân đội phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 đã trao bằng khen, giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án giai đoạn 2019-2024.